Tiếp theo là mừng điều ơn. Lược dịch một đoạn ở trong quyển báo vú phụ mẫu ân trọng kinh và thám giảng thi văn của Đức Quỳnh giáo chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ sanh hiểu nghĩa phải đến xong mới rõ cháu còn giống lạc hồng. Ơn mẹ sinh thành xa tội công cha dưỡng dục sanh dưỡng xong truyền xưa để thuận nên ngôi cả tích cụ để xa đắc đạo thông kinh điển lưu truyền gương Phật thánh nhờ lòng hiếu thảo được nên công. Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, con người sở dĩ có thân là nhờ ơn cha mẹ thanh thành dưỡng dục. Vậy bổn phận làm con lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ để lo đền đáp cho tròn câu hiếu thảo. Thế nên hôm nay chúng tôi xin trình bày về 10 điều ơn của người con phải thọ nơi cha mẹ. Như trong thánh giảng Đức Quỳnh giáo chủ có khuyên: dẹp mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh xong nhớ nên phụ bạc. Căn cứ theo đây, Đức Quỳnh giáo chủ khuyên rằng bổn phận làm con lúc cha mẹ còn sanh tiền phải lo đền đáp công ơn sanh dưỡng cho tròn vẹn. Kính thưa chư quý vị, ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục Phật làm con chẳng chút khi nào quên. Sớm đi hôm cố gắng đáp đi đời tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã ép đi chỉ dạy có mười ơn vĩ đại cao dài, nhất là mang lấy bào thai mẹ hiền sát thể không ngày nào yên. Sự ăn uống cử tiên đủ thứ nằm đứng đi cũng dư nhẹ nhàng, tóc tay chẳng muốn điểm trang, thân hình luôn chịu nhỏ dàng kém mà suy. Ơn thứ nhất là thạch ngoạc hoài thai, nghĩa là mùng tháng cư mang. Trong lúc thọ thai, bà mẹ phải quên ăn mất ngủ, như người có bệnh lo tính tự ngày, gìn giữ kỹ lưỡng, không dám đi mau động mạnh, dường như đeo thêm túi nặng vào bụng, trong thật là khó nhọc. Ơn thứ nhì tới kỳ cây nở, phải một phen kinh sợ hãi hùng, hài nhi trời đạp tứ tung, làm cho thân mẹ muốn nghĩ trùng đơn thì đau. Cảnh luôn này tệ sao cho xiết, khi sáng sanh
tình quyết cứ dặm về. Mặt tình thân mẹ thảm thế, miệng sao con được trăm mưa bề dẹn sông. Đến hơn thứ nhì là lâm trạng thọ khổ, nghĩa là sanh đẻ chịu khổ. Đến ngày khai qua nở nhị, ba mẹ phải chịu muôn phần đau đớn, mạng sống bấp bênh như đèn treo trước gió. Nếu đứa trẻ kia là kẻ tiền thân với cha mẹ thì nó xuôi tay thẳng chân mà ra. Trái lại, nếu nó là đứa nghịch thù thì lúc còn ở trong bào thai đã cử động tay chân chẳng níu ruột gan, chòi đạp vào hông khiến người mẹ đau nhói cả tâm can, lại thêm tinh quyết dầm về. Ôi tình cảnh như thế, ai trông vào mà chẳng xót dạ thương tâm. Ơn thứ ba vừa trông thấy trẻ ra khỏi lòng thì mẹ quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc thương mang tháng ngày. Nào các bể sang ngay gánh nặng, cũng dường như ai tặng ngọc vàng. Tâm hồn thời tới nỗi mừng không thể lường nghĩ bàn hết thì đâu. Ơn thứ ba là sanh tử vong u, nghĩa là sanh được đứa con mừng mừng mà quên lo rầu. Trải qua một lúc lúc kinh tâm đau đớn, bà mẹ sanh đứa con ra, trông thấy nó được đầy đặn vuông tròn thì vui mừng không xiết mà quên đi tất cả sự lo buồn. Ơn thứ tư dạy dầu mẹ chịu lo nuôi con chẳng thiếu chẳng thi sai, cam đành ăn đắng uống cay, ngọt bùi phần trẻ không mơ ngày nào quá lớn. Miễn cho con được thời mạnh sức khỏe, luôn ăn chơi là mẹ vui lòng. Dầu cho gặp lắm mặt đồng, phận làm cha mẹ chẳng hồng thở nghi than. Đến hơn thứ tư là yến khổ khổ cam, nghĩa là uống đắng nhổ ngọt. Lòng mẹ thương con vô hạn, không lãnh tiếc món gì. Mẹ có thể ăn đắng nuốt cay, nhịn miếng ngọt bùi để nuôi cho con được đầy đủ. Dầu có thèm khát, mẹ cũng cam tâm. Ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc, bỗng nhiên con phóng vật quê nhân. Đi hôm tâm tối bất kỳ ngờ, mẹ đành phải nghỉ chỗ dân ước y dầm. Nhường cho con được nằm bên ráo, khi gặp cơn rét bão lạnh lùng, để con ấm áp đi tung dung. Riêng phần của mẹ lạnh lùng kể chi. Đến ơn thứ năm là hồi can tụ thấp, nghĩa là nhường chỗ cô nằm nằm chỗ ướt. Trong lúc đêm hôm tăm tối, mẹ đang ngon giấc, bỗng đứa con không huế trên giường thì mẹ vẫn an nhiên nằm chỗ ướt nhường chỗ cô cho con.
gặp phải lúc mùa đông gió rét, mẹ lo dùng bọc đắp tủ cho con được ấm áp. Còn riêng mẹ dù có lạnh lẽo cũng yên lòng. Ơn thương sao những khi buồn cùng dưỡng nuôi hơn sớm mỗi ngày. Món ăn thức uống khi nào say, máu hòa lạc sữa nuôi dài hài nhi. Nếu chẳng may gặp khi nghèo túng, cha chạy lo làm lụng tới bời. Đêm ngày áo sức tổn hơi, chiều phần đói khát để thời nuôi con. Đến đêm thứ sáu là nhủ bộ dưỡng dục, nghĩa là bố con và nuôi nắng. Sanh đứa con ra, bà mẹ lo từ miếng ăn thức uống cho mình, cốt là để có sữa cho con bú. Còn cha thì lo làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con cho đến lúc trưởng thành. Ơn thứ bảy lại còn hơn nữa, giặt quê nhớ, giặt rửa mỗi ngày. Những khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ cha bồng ấm chẳng này thối hôi. Có lắm kẻ lớn rồi quên làm nuôi mẹ cha, tình đi tháng bên ngày. Thêm còn nhiều tiếng đắng khi cay, sao không chết phức sống hoài làm mà chi. Đến đêm thứ bảy là tẩy trạng bất tận, nghĩa là rửa ráy mọi điều dơ bẩn. Cha mẹ chẳng nài sự thối hôi dơ dây, nào quần áo chú chăn, nào những khi đứa con tiểu tiện, cha mẹ đều giặt rửa không để ngày đêm. Ôi, với điều này khi cha mẹ già yếu, biết người con có nuôi lại được như vậy chăng? Ơn thứ tám vậy thầy kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà ngóng trông con trẻ xót xa căng tràn. Tâm hồn mãi mơ màng vô vẩn, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con. Xa khi thân già yếu hao mòn, bởi những quá đổi thương con mới là. Đến đêm thứ tám là diễn hành ức niệm, nghĩa là con đi xa thì cha mẹ nhớ tưởng. Khi con đi vắng, cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông. Con ở chỗ nào, tư tưởng của cha mẹ nương theo chỗ đó. Sự nhớ nhung ấy không bao giờ phai lờ, mà lại càng ngày càng chặt sâu thêm nữa. Ơn thứ chín kể ra thảm thiết, vì nuôi con tạo nghiệp chẳng hoặc khi là phạm tội sát khi sanh, hoặc là đạo tặc kết đi thành nghiệp ta sao. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều cầu thúc phi phạt khi răng nghĩ
mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thân sáu đường. Đến đời thứ chín là vị tạo ác nghiệp, nghĩa là vì con mà nhiều khi cha mẹ làm điều chẳng lành. Đã sanh được đứa con, cha mẹ không thể nào ngồi yên để nhìn con chịu đối khác rách rưới. Như gặp cảnh giàu sang thì chẳng nói làm chi. Nếu chẳng may gia đình nghèo khổ thì cha mẹ vì muốn bảo dưỡng đứa con mà nhiều khi phải tạo ra ác nghiệp, hoặc phạm tội đạo tặc, tham lam hoặc sát sanh chẳng hạn, để rồi chiêu lý hậu quả đau khổ sau này. Ơn thứ mười tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài. Trong đời có một không hai, so cùng biển rộng sánh thế tài non y cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa tha tu thân, sống y tôn cung phụng ân y cần, tha thời cầu đặng gửi thân liên đài. Đến đời thứ mười là cứu cánh lanh mạnh, nghĩa là cha mẹ thương con không có cái thương nào bằng. Tình thương của cha mẹ đối với con thật là vô lượng vô biên. Gần con thì lo dưỡng nuôi dạy bảo, xa con lại thương nhớ ngóng trông. Nếu chẳng may có đứa con nào tật nguyền xấu xí hay ngộ nghịch, cha mẹ càng thương xót vô cùng. Cha mẹ đã 80 tuổi cũng còn để tâm thương lo cho đứa con 60 tuổi. Kính thưa quý vị, mười điều ơn vừa kể qua, xét thấy công lao của cha mẹ thật là thánh tài non biển. Bổn phận làm con biết lấy chi đền đáp cho vừa. Tục ngữ có câu: lớn non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Và câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vậy bổn phận làm con muốn vẹn tròn câu hiếu thảo, thì mỗi người cần ghi nhớ mười điều ơn vào thâm tâm để sớm lo đền đáp. Lúc cha mẹ còn đang sánh tiền thì lo cung cấp từ miếng ăn thức mặc cho đến chỗ ở được chu toàn, vâng lời dạy bảo của cha mẹ và hằng khuyên cha mẹ làm việc phước nhân tránh điều tội lỗi. Còn khi cha mẹ quá vạn thì ráng tu cầu có linh hồn được siêu sanh nơi cõi thọ, thoát nẻo trầm luân như Đức Huỳnh Giáo Chủ hằng dạy. Ở ăn cho về mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Và câu: răng cô đất đạo cửu quyền, thoát chốn mê đầu đến cảnh tiên. Ngõ đá bên dây cống sáng vào
cho ta hình dốc học cơ quyền. Tây An Cổ Tự, Mạnh Thu, năm Quý Mão 1983, thiện tâm, Nam Mô A Di Đà Phật.